Hello, chào anh chị em nha. Hôm nay mình mang cái drone, cái flycam này này, tôi vừa mình mới mua nha. Giờ mình em thử ngoài ngoài trời á, thử coi nó sao nha. Coi nó bay sao. Cái này thì nó phải hàng hiệu, nhưng mà nó 8K được nha. 8K mà không biết có thiệt không, nó nói 4K, nó 8K. Mà hôm nay mình mới thử, mình mới mua rồi thôi, mình chưa có thử. Giờ hôm nay mình mới thử, coi có làm việc sao. Giờ cái này á, trước tiên mình phải mở này ra trước, rồi sau mình mở cái này ra, gạt nó xuống, rồi sao rồi rồi thằng này gỡ ra, thằng này nữa mở ra. Ok, bây giờ mình lấy cái điện thoại của mình, iPhone ra, thì mình để đây coi nó có bị giấy không. Tại vì nhiều khi nó vướng nó bay được đó nha. Mình để đây nha, mình nghĩ chắc được. Ok đó, các bạn thấy mà chiếc máy bay đúng không? Ok, giờ mình mở cái mình lấy điện thoại ra. Phải đây là tại iPhone nha, xe mình mở này, mình lại mở chương trình nó đó. À, cái chương trình của nó là đây đó. Giờ mình bấm vô ok play, rồi nó vô ok là không. Giờ bắt đầu mình mở cái này, bảng tên ra. Mình chưa thử, mình chưa biết nó bay sao nha, mà nghĩ làm sao nó bằng cái 1.000 mấy, mấy cái này 100 180, cái này 180 thôi, không có nhiều. Giờ bắt đầu để nó connect mấy cái này coi, nó connect sao. Ok, giờ cái này á, nó coi nó connect không. Giờ mình gạt về GPS hôm trước, xong mình GPS bây giờ giờ mình gắn vào đây coi nó có làm việc không nha. Không biết có làm việc mấy cái điện thoại không, mình chả biết, mình chưa thử nữa. Mình chưa thử nó là sao nó, để coi coi bây giờ mình coi nó có lên không. Sao kỳ ấy, nó không chạy ta. Dùng cái này coi. Này mình chuyển. Cái này là chụp hình. Cái này phải về. Để bắt đầu mình thử coi nha. Thử coi mà start coi nó lên không nha. Nó chưa connect không? Nó chưa connect. Tắt đi coi, mình mở lên lại, connect đi rồi. Vào hòm coi, tại sao stop. Nó không làm việc ông ơi, không biết nó bị gì đây. Để mình tắt mình lại lấy lại coi nó làm việc. Thế nó connect cái tám, nó phải connect mới được. Mình coi coi thế sao. Play. Ồ, giờ mới được nè. Đó. Mình phải mở lại nó mới ăn bắt đầu nè. Giờ bắt đầu coi. Sao nó không ăn?
đâu chụp hình đâu. Bây giờ tại sao nó không ăn đây bà con? Tắt đi mở lên này. Đúng là đồ rẻ tiền nha bà con. Dạ đó, đầu đầu mình phải hôm trước. Ồ, mình hôm trước bắt đầu mình mới cho lên nha. Không được rồi. Được rồi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Tại sao? Sao ta? Đúng là đồ dỗm nha bà con. Đồ dỗm nha bà con. Sao vậy? Đúng nó lỏng nha. Cái quạt này không lỏng đâu. Siết lại coi nha. Không biết tại sao đồ dỗm nha bà con, đồ dỗm mình phải kiếm chỗ nào cho nó đều. Nó cao coi. Ai. Mình thử start coi. Home. Start. Đó. Giờ nó chỉ bay rồi đó. Đó. Thấy không? Để mình coi cho nó bay cao nha. Bay cao lên. Đó. Mình quay phim thử coi. À, quay phim. Bay sao? Đó. Nó không có xịn bằng cái mấy kia đâu. Thấy không? Chuẩn cho nó đi nó quay vòng vòng ấy. Nó bay, cho nó bay lùi lại. Nó quay đây coi. Đó, nó quay đây.